chú anh chị bữa nay nhà phòng tự nhiên có hai con bồ câu không biết ở đâu á, anh nó bay lại nhà, nó đang làm tổ, đang làm tổ góc bên này hả? Bay bay con bồ câu ở đâu nó tới nhà mình nó làm tổ nè, sao bay đó đang bay đó. Bay. À, thấy phòng rồi nó đậu ở đó ba. Hả bay. Con bồ câu à, không biết nữa. Bồ câu tự nhiên hai nó bay lại nhà mình hai bữa nay rồi xí à. Tự nhiên nhà mình bữa hai bữa nay có bồ câu nó bay lại nhà làm ổ hả tí à? Ba con luôn hả? Hả? Con ba với con ba. Vô té giờ. Con mẹ với con ba với con á. Ba. Hả? Thấy không? Sao thấy không? Hả? Hả? Chim bồ câu đó. Câu. Chim bồ câu. Hả? Nó đang làm ổ trên kia kìa. Hả? Ngồi đi coi coi nó làm ổ nè. Đừng nay nó sợ đó. Ấy nó sợ nó bay đi luôn đó. Thôi, ba coi thôi ẩm con lên chi. Thôi con ở dưới đi để ba coi coi. Thôi dạ đi ạ. Dạ đi ba ẩm lên. Phanh tay lại. Phanh tay lại đàng hoàng. Phanh tay lại. Ba không biết nó đẻ trứng chưa nữa mà. Nó mới lại nhà mình có 2 ngày mà sao đẻ được. Nam ơi bồ câu nó bay lại nhà ông nội rồi nào. Đang làm ổ đây luôn rồi. Nam thấy không? Bồ câu hai ngày nay nó bay lại nhà ông nội rồi đó, nó đi gấp dơm nó đang ấy là nó đẻ rồi. Ba con nó có con đen nữa kìa. Trời ơi. Hay về ông đã không? Về đã rồi. Ba con lấy dơm rồi chó. Nó đang lấy dơm kìa. Ủa mà sao có hai có ba, đáng lẽ ra là có một cặp thôi mà sao có ba con. Ó nó đang gấp dơm kìa. Con nghĩ cái con đen là con của hai con này. Ba. Hả? Đó đó, từ từ để nó bay đó. Trời ơi. Lấy cái ghế đi Nam, lấy cái ghế ba chốt đứng ở đây coi coi cái ổ nó giờ nó gom nhiều chưa. Ba coi chừng ở trứng nó trả nó. Chưa, nó mới lại mà. Thấy không Linh? Thấy bồ câu nó lại ở nhà ông nội hai ngày thấy không? Ba lấy dơm. Đây. Ba. Để chốt coi thử ra. Bồ câu này nó dạng quá. Không, lấy cái ghế cao á Nam ơi, không tới luôn rồi. Lấy cái ghế thấp nhang á. Ôi. Nè, đó. Đó, gấp dơm lại. Ba. Thấy chưa? Ủa sao con đen kia nó đứng nó ngoài ba? Không biết, thôi kệ đi, có con bồ câu đen nữa kìa. Chắc tình địch của con kia quá. Hai con trống một con mái hay gì á. Không. Hả? Như hai con mái một con trống thôi chú. Thì tí xuống để bà coi coi tí. Bà xuống rồi lấy con. Bà lấy dơm nữa. Nhớ chồng coi nhé chú. Nhớ chồng coi nhé. Coi chồng làm mấy nhé coi chú. À nhớ chồng coi cho bà. Để bà coi coi. Coi chồng làm mấy nhé. Thôi xuống lên ghế. Nhìn cho bà nha. Ây. Ấy, từ. Ủa, cái ổ này quá trời đất rồi. Im, để nó bay kìa. Nó bay nó lấy dơm nữa bị chốt. Lấy dơm ngay cái đống đó kìa. Ủa bay không vậy? Đó. Bay lên bị chốt, thấy gì không chốt? Hả? Thấy gì không? Thấy dơm hà nè. Hè bữa nó đẻ. Bữa hôm nay nó đặt nhau. Ê, nhà nó đông nó vàng quá. Hôm trước nó ở đây nó chở nó bài qua đây nè, nó nhào nó bà. Đây cô bác anh chị xem nè, bồ câu. Đó. Im để chút, ngờ đứng để lúc lên lắc lư cái ghế chết luôn á. Rồi. Hai bồ câu nó cái ổ nó cũng quá trời nè Nam ơi. Nó bay đi rồi nè. Ba có trứng không ba? Chưa, nó mới tha mà trứng gì con.
cái cầu cầu nha nó cái cầu bữa đánh á thời chút đang coi thời chút đang nghiên cứu ba, cho nó chồng coi là bà. Thôi nhỏ không có là hả con hả cho con nó bà đó bay lên nữa kìa thấy chưa thấy chưa không bộ câu bay lên nhà không biết hên hay xui nữa đây nữa. Hên mà chưa gì hết thấy nó đu cái ống đèn bể hết cái ống đèn rồi anh nào lên anh nào chưa hết là thấy nó lại đu cái bóng đèn bể bóng đèn của ông nội à ị hết một đống nữa hôm thảo này nó bay lại nhà thì phong cũng không biết là có điềm lành không mà nó bu nó đậu lên cái bóng đèn đó nó bể hết cái bóng rồi linh à nó đang ấy nó nè thôi để ba đang coi nè đó nó bay đi nữa kìa nhân bồ câu nó dạng ghê á này thà về chắc chừng 3-4 bữa nữa đẻ à Nam ơi không nó tha đầy nó mới bạc chừng nào mới đẻ ba hao giỏi nó thôi để quay cho ông bà coi à, chứ theo dõi nó nhiều quá nó bỏ nó đi luôn á ừ mà thấy gì không Nam thấy dơm nhiều không đó nó đang đậu đó dỗi dỗi bay luôn rồi ừ máy bay xuống rồi sao thấy đã không sao vỗ tay bữa nay có bồ câu lại nhà mình câu linh linh thấy bồ câu lại nhà mình không con ba hả sao mừng lắm phải không mừng đó mừng chưa hết nó quất hết cái bóng đèn rồi à tí bể đu cái ông đèn bể hết cái ông đèn của ông nội rồi dạ bể nó đu lên tiếp ừ mừng không sao mừng mừng vỗ tay đi ê vỗ tay lấy ghế dẹp cho em đi tí con biết chừng nào đẻ nữa mà thôi đừng có coi nó nhiều quá đây cô bán chị giờ nó đang gom giác ngoài kia kìa đó cô bán chị xem à ừ nó đang ăn á lấy sức còn con màu đen nữa thấy ba con nữa đừng có hồi nó đi ở đâu nó bay lại á, là cũng may mắn nó mới tới á. Thì đừng có hồi nó đi luôn á tại nhà mình có mấy cái dơm nè có gạo có lúa tao nó bay mất lại cũng là cho nó ăn xong rồi mốt nó lại tiếp mà mình phải cho nó ăn dãy lúa cho nó ăn. Mình đừng có hùi nó. Ba trộn lên cái gì ăn cho nó ăn hả? Trộn chi? Trộn. Có nó ăn chủ yếu là ăn lúa mà. Ủa sâu. Nó ra ngoài. Nó cắn đó. Cắn ra sâu. Vô. Nó cắn. Ê. Cắn đó. Đó. Ê, hai cha con mình vừa không? Ú, đó, thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Hai con này nó đang gù nè yếm xấu yếm đó thôi đừng có hùi nó hai con đang ấy sau tí đi vô đi tới đừng ngồi đó để cho hai con nó tự nhiên đi. Ôi trời ơi, sâu lấy dép nữa, dép chứ dép liền tới lên Nam. Tự nhiên nó bay lên nhà mình nó cùng nhau đó bà. Nó tung tầng nó bay tung tầng nó hùng. Nó thương yêu lẫn nhau nó hùng. Nó dụng. Đây còn con này. Con này buồn hiu luôn, có đứng con mình nè. Con này đứng con mình nè, tới anh Nam ơi. Hey. Hey, cô bác chị xem nè. Con này, bay lại nhà Phong ba con mà con này nó đứng lẻ loi con mình nè. Con này không biết con trống, con trống hay con mái nữa. Ba. Nè, ba. Ba. Trống. 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 Trống.
nó gì? Ba gì? Ba biết hai con nó làm gì không nhau không ba? Sao? Nhau 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 em có mẹ nè. Ô câu lại nhà làm ổ đây em. Bữa trước đó, nó lại xong rồi nó ăn rồi bữa nay làm ổ luôn. Hả? Có ba con hả? Ba con đầu ra năm con. Nó hai lại năm con. Đang làm ổ vậy nè, thấy không? Miêu đóng vô ông nên trả luôn á mẹ. Ba. Hả? Sao? Mẹ hồi nãy con đi qua mất ba rồi, con đưa dài con đâu? Ơn. Trời ơi. Đây trong bà con. Đây đẹp không? Nè thấy bồ câu là mừng không em? Mừng. Mừng chưa hết, nó quất hết cái bóng đèn à mừng. Ba. Bù bể cái bóng đèn à mừng gì. Mẹ con nè, ngu chân quá. Không biết. Ô, xe ông tròn ơi, xe ông tròn. Xe ông tròn có ba có đẹp không? Thấy. Xe ông tròn có ba đẹp có đẹp không? Ừ. Em mốt cho nó đẻ trứng rồi mình quay cho ông bà coi ha tí ha. Dạ, đẻ trứng nó nở con ra. Ừ, thôi bây giờ cho nó tự nhiên đi. Nó đẻ con ra không nguyên đóng nó bù nhà mình hoài luôn. Ừ. Hút nhà mình toàn là bồ câu không luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Ê, đừng có chui vô đây. Ba con nè. Ba không đẻ được hả ba? Con mẹ mới đẻ được hả ba? Ừ. Con mẹ mới đẻ. Con ba đâu đẻ được. Đẹp. Hả? Đẹp. Đẹp hả? Sau bữa nay bằng đồ đẹp quá trời ở đất luôn. Hả? Đâu giỡn ba coi cái gì? Đồ đẹp. Ba nay nhà ba. Hả? Nay nhà mình ăn canh hủ qua. Đâu? Nhà mình nay ăn canh hủ qua ngon quá tí hả? Ừ. Lâu quá rồi mới ăn. Hủ qua này hôm bữa mua ngoài chợ bán 25.000 ký. Mà nó muốn chín hết trơn. Con nhỏ muốn thèm muốn ăn luôn. Tí gì cũng thèm hết rồi. Sâu đó bụng chưa? Lấy sữa cho em uống đi tí. Chuyện mưa quá tí rồi. May không? Cái góc kia ông nội đang làm đó. Hả? Ờ, góc. Đi. Ông bà nội nhổ cỏ. Bồ câu nó bay lại nhà mình nó này nó đẻ nó làm ổ đẻ trứng mà. Làm cổ lại. Đất làm chim. Ông nội à. Hôm nay nhổ cỏ ba cái hành bữa nay sâu quá trời mà. Cô bán chị xem nữa, hôm nay hành nó bị sâu nhiều quá. Hành sâu vô anh. Ừ, hành này đâu phải trồng dễ trồng đâu. Dễ trồng. Tại lúc này đi ra ngoài khó nên mấy chỗ mà bán thuốc xịt á nên cũng đóng cửa hết trơn. Đi con qua hụ nợ luôn. Ra con qua hụ nợ nó cỏ. Đây cỏ này nó làm như có mưa vậy giờ dễ nhổ quá. Cỏ này mới tí xíu còn có bông. Ôi, cỏ đi quá trơn luôn rồi. Nó mà dài. Ừ. Cầm cho ba đi đấy. Cỏ quá trời luôn. Cỏ mình nhổ mình trồng nó mới tốt được. Cỏ vô lúa luôn ba. Ừ. Cỏ vô lúa mà. Ông bà nội lên làm sớm quá trời. Cỏ này cũng ít nữa. Này gieo cái bèo cũng lên nữa. Dạo mấy cái bự có bông ấy. Cái hành này có đồ xịt thuốc nó tiệm nó mở rồi, đỡ quá. Ơi tí, khóa tí.
sâu nhiều ghê luôn. Này hẹ nó cũng lởm chởm cũng lên trong đây nữa. Hay cô bán chị xem là cái bụi hành về sâu cũng hết bụi luôn rồi. Trơn luôn. Bữa mà mình nếu mà mình bán không kịp nó cũng bị sâu hết à. Cỏ tốt hơn mình trồng rau nữa. Đây là trong cái chỗ mà ấy phân, chủ yếu là nhà ba mẹ Phong là ấy phân gà với phân cúc. Ở đây là phân gà. Nếu mà có phân cúc mình mua thì nó sẽ tốt hơn đó các bác chị. À, lúc trước nhà Phong có mấy cái tấm này kêu bằng tấm cà tăng á, để ấy lúa, để là đựng lúa đồ. Điện nó đi làm gì vậy ta? Nào. Điện nó mình để ghim để tưới đồ á. Còn mấy cái bó dơm này để đậy vòng nè. À, ấy ruộng xong rồi cuốn là mình gom dơm lại. Gom dơm lại con rắn nó cười. Hay quá. Đây có mấy bầu diêm. Bên này cũng có mấy bầu diêm, bầu dê, bầu lân rồi. À, đi ra trình dít không hả? Dít mấy ngày nó vô. Cái chẹt nè. Cái chẹt nồi bỏ đây à. Để nhà ê hề quá. Cái đèn à. Thôi rồi. Đèn bữa nổ bóng rồi nè. Có cái bóng đèn mà giờ nó bị chập điện, nó bị nổ rồi. Ở cái nhà này hôm bữa nó bị cháy một lần rồi đó cô bác anh chị. Nổ. Cháy một lần rồi. À, nó chập con dây điện nó cháy hết trơn cái nhà luôn rồi. Ba Phong làm lợi. Làm cái hết. Điện rồi ba. Điện đứt luôn. Bữa đẹp quá. Gió nó bay thấy không? Nó bay bướm. Nó đang hút nước của bông hoa này ra nè ba. Thấy không? Đó, nó đang lấy cây kim nó đang hút nước. Ba đụng nó luôn mà nó không bay mà thấy chưa? Thôi thôi. Đừng nó làm cho nó lấy. Đó nó bay rồi đó thấy chưa? Nó từ cái bông này nó bay qua bông kia. Con bướm này nó không sợ. Bướm này đẹp quá. Để cho nó tự nó ấy, mình không có làm nó sợ nó bay mất tiêu à. Đó này hút máu nè ông bà. Hút mật chứ hút ấy gì. Dạ, nó bay đi rồi. Ê, nó bay kìa, bay kìa. Nó quay ra ngoài đó đó. Nó bay ra ngoài ruộng rồi, nó hút qua ngoài lúa nè. Lúa nó này. Vô kìa bay, vô kìa bay. Lúa này cái bông nó cũng ấy nè. Ruộng nó mình sắp chín rồi. Ruộng này của ruộng của ông Bảy nè. Và nó cũng đang mới có nè ông bà, đừng có bất gia này mới chỗ điều à. Ba mấy con này mấy con gì ông bắt cho ông bà hả? Nhớ đây nè. Ây 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 ây, nó này chết nhiều á.